huyện Krông Nô đã ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên, đó là chị MH mang mã số BN28474, thường trú tại thôn Quảng Đà, xã Đắc Sô, là nhân viên công ty dịch vụ du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, ngành chức năng của huyện đã ngay lập tức tiến hành xác minh, điều tra truy vết lịch trình di chuyển và những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm bệnh, qua đó phát hiện và cách ly tập trung tại trung tâm y tế huyện 4 trường hợp là F1 và cách ly 4 trường hợp F2 tại nhà. Cùng với đó, tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại các điểm ca bệnh F0 đã tiếp xúc. Hiện tại, trường hợp F0 tại thôn Quảng Đà, xã Đắc Sô đã được đưa đi cách ly và điều trị tại khu điều trị tập trung của tỉnh Đắk Nông. Các cơ quan chức năng đã lập chốt phong tỏa khu vực ngôi nhà số 75 thôn Quảng Đà, xã Đắc Sô của gia đình F0, đồng thời tiếp tục xác minh, truy vết các F2, F3, tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động cơ sở tôn giáo, chợ, phương tiện vận tải, hàng hóa, hành khách, tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân, bình tĩnh, không hoang mang lo lắng vì trường hợp ca bệnh trên khi về địa phương đã thực hiện khai báo y tế kịp thời và thực hiện cách ly tại nhà cho đến khi phát hiện nhiễm bệnh. Các trường hợp tiếp xúc với ca bệnh cũng đã được phát hiện cách ly kịp thời. Như vậy, qua thông tin về trường hợp mắc COVID đầu tiên trên địa bàn huyện, chúng tôi tiếp tục tuyên truyền khuyến cáo đến mọi người dân không nên quá hoang mang lo lắng về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, không tích trữ lương thực, thực phẩm. Bệnh nhân đã được đưa đi điều trị tập trung tại tỉnh Đắk Nông. Ngành chức năng tiếp tục truy vết các trường hợp F2, F3. Các trường hợp F1 qua xét nghiệm lần 1 đã cho kết quả âm tính.